Em lấy vợ sớm. Em đã trải qua một lần vợ và em có hai đứa nhỏ rồi. Dạ, tình duyên của em thì cũng khá lận đận á. Em quen chồng em là mối tình đầu luôn. Hồi quen còn đi học, là tổng yêu nhau là quen nhau là 8 năm á, mà cưới về 1 tháng là ly thân. Em vừa có bầu luôn. Để em muốn cái người là cùng đồng hoàn cảnh với em để dễ thấu hiểu, dễ thông cảm cho nhau. Có đồng hoàn cảnh rồi đó. Dạ. Nếu mà em mà có gái gú thì quá bản lĩnh rồi, nếu mà bản lĩnh vậy đâu có lên chương trình này chi nữa. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? Chưa. Chưa. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi ạ. Rồi giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả với rồi bạn gái bên cạnh. Em tên là Nguyễn Văn Ngọc. Em năm nay 36 tuổi. Em tới từ Đắk Lắk. Ngọc làm gì ở Đắk Lắk? Dạ, ở Đắk Lắk thì nhà em làm nông. Làm nông? Dạ. Là mình trồng gì nè Ngọc? Dạ, trồng cà phê, trồng tiêu. Ừ, nhiều không? Ở nhà em thì cũng được ít ít thôi anh. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan. Chào MC Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nga, quê gốc thì ở Huế mà nhà thì ở Đắk Lắk và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ủa Nga là gì Nga? Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga cũng ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Hỏi coi có gần nhau không? Em ở Đắk Lắk, em ở chỗ nào em? Em ở huyện Rông Năng anh. Ồ vậy cũng gần nhau á. Anh ở Cư Mờ Nga. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là thuận lợi quá rồi. Em ở xã gì em? Xã E Tó. À, E Tó anh cũng biết luôn nữa chứ. Trời ơi. Quá hợp lý. E Tó mà anh không biết bé Nga gì hết á, tức ghê. Không biết nhưng mà đi lâu quá rồi. Rồi bây giờ Ngọc nói chút xíu về ưu điểm của mình cho Nga biết đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết lắng nghe những cái tâm sự của người khác. Rồi, em có khuyết điểm gì không Ngọc? Khuyết điểm của em là em cũng lâu lâu có uống một xíu rượu với lại là có hút thuốc. Em uống nhiều cũng sao đó. Rồi em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nóng tính thì không có làm hại gì vậy, là em bực mình thì em sẽ có thể em nói hay là chứ không có động tay chân. Dạ. Thôi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Em có ưu điểm là hay cũng biết quan tâm người khác, biết tự lập, biết nấu ăn, còn có thể hát được. Hát được hả? Dạ. Rồi một chút sẽ trổ tài. Còn khuyết điểm của em là gì? Dạ, khuyết điểm của em là mỗi lần mà công việc có sự chết thì em hay bị nóng tính. Rồi bên kia cũng nóng luôn. Hai người này giống nhau ghê ta. Cái gì cũng có giống nhau chừng á. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Ngọc? Ngày xưa thì em lấy vợ sớm. Em đã trải qua một lần vợ là em có hai đứa nhỏ rồi. Lớn chưa Ngọc? Dạ, đã là lấy vợ sớm thì con em giờ lớn rồi, con em đứa đầu bây giờ là lớp 11 rồi. Trai hay gái? Năm nay lên lớp 11, con gái. Rồi đứa thứ hai? Đứa thứ hai thì năm nay lớp 7. Dạ, con gái luôn. Hai đứa gái luôn? Dạ. Vậy giống anh rồi. Hai đứa gái bây giờ ở với ai Ngọc? Dạ, có một thời gian giai đoạn đầu thì có ở với em, nhưng mà rồi cái chỗ đó nó học, cô giáo lúc nói chuyện nhiều khi nó không hiểu á, nó học không được phải chuyển ra ngoài nhà lại cho nó học. Thì bây giờ nó ở với mẹ đó. Ở với mẹ? Dạ. Rồi chia tay lâu chưa? Dạ, nếu mà nói mà chia tay thì tụi em chia tay từ 2017 á, không ở với nhau á, nhưng mà tới năm vừa rồi đây tụi em mới hoàn thành được giấy ly hôn. Dạ. Ở với bà xã được bao nhiêu năm Ngọc? Dạ, em ở được 10 năm. Tròn 10 năm. Tại sao lại đi đến sự đổ vỡ đó? Lúc đầu thì cũng giống như bao gia đình khác thôi, rất là êm ấm, rồi cũng đi đâu cũng chở nhau rồi đi này kia. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó thì cái tiếng nói chung nó lại ít đi. Lúc đó lo làm ăn nhiều quá. Cái thời điểm đó là nhà em có bán quán. Rồi thì em thì ở nhà chiều chiều đi làm về thì ở nhà tắm rửa chăm sóc cho con, nấu cơm con ăn, còn vợ thì ở dưới quán á. Thì thời gian dần thì nó cứ như vậy miết á, là cái vợ chồng nó cái tình cảm nó cũng nhạt dần đi. Đó cũng là một lý do để sau này hai bạn có đến với nhau đó thì chúng ta phải dành thời gian quan tâm chăm sóc với nhau nha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời nhà gái. Nhà gái thì sao nào, tình duyên của mình có suôn sẻ không hay trắc trở nhiều không cưng? Dạ, tình duyên của em thì cũng khá lận đận á. Em quen chồng em là mối tình đầu luôn.
hồi quen còn đi học. Là tổng yêu nhau là quen nhau là 8 năm á, mà cưới về 1 tháng là ly thân. Đúng rồi, em vừa có bầu luôn. Xong rồi em về ở với gia đình chồng, còn chồng em ở Sài Gòn đi làm. Xong rồi em sinh con đến 1 tuổi. 1 tuổi thì mới lên ở lại. Ở lại thì lúc đó anh cũng có người khác, ngoại tình á. Trời ơi. Xong rồi sống thêm được 1 tháng nữa. Cái đau khổ quá, cái về ly hôn. Giờ con ở với ai em? Dạ con ở với em. Con em mấy tuổi rồi? Dạ con em năm nay 10 tuổi. Ly hôn xong rồi con em 1 tuổi á. Ly hôn hồi 1 tuổi. Tuổi cho em bồng con lên Bình Dương làm. Làm sao mà em có thể vừa chăm em bé 1 tuổi và vừa đi làm được? Em gửi hả? Dạ em gửi, nói chung thời gian nó vất vả với em lắm. Hồi đó lên mới đi làm thì lương cũng thấp á. Mà công việc của em thì phải gửi đến 8-9 giờ đêm. Gửi tăng ca cho nên là cũng khá vất vả. Trời ơi. Bây giờ thì cuộc sống em đỡ chưa? Dạ đến bây giờ thì mới gọi là ổn thôi. Là cũng có ổn. Nhà chưa cơ? Dạ cũng chưa. Nhưng mà cuộc sống giờ nó đỡ hơn. Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào nè, nói cho chị Lan nghe. Em muốn cái người là cũng đồng hoàn cảnh với em, để dễ thấu hiểu, dễ thông cảm cho nhau. Có đồng hoàn cảnh rồi đó. Dạ. Rồi người đó phải biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn, để nhiều khi phụ giúp người đàn ông đó. Em muốn là không cần phải đẹp gì hết, nhưng mà nhìn có thiện cảm, để chị Lan qua sống hòa đồng, quan tâm người khác. Ở đây thiện cảm lắm, ở đây coi coi có thiện cảm không. Rồi chào nhà trai. Chào gái. Nhà trai thì rất là dễ thương nha nhà gái ơi. Nhà gái cũng xinh đẹp nha. Tôi thấy nhà gái cũng ấn tượng lắm á. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ nhà em gái? Không thích đàn ông gia trưởng. Hay ghen tuông mù quáng. Rồi vô tâm. Những cái đó mình có dính cái nào không? Dạ không, em không bao giờ biết gia trưởng là gì luôn. Đặc biệt là không có gái cứu nữa. Một gái cứu không? Nếu mà em mà có gái gú thì quá bản lĩnh rồi. Nếu mà bản lĩnh vậy đâu có lên chương trình này chi nữa. Đúng rồi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè, em trai? Em chỉ cần là một người phụ nữ hiền. Nói chung là biết nấu ăn là được. Biết chăm chút cho bản thân xíu, cho đừng có vì những người thân xung quanh quá rồi để cho mình có luôn. Người ta làm ngành làm đẹp mà, cho nên người ta biết chăm chút bên ngoài. Bây giờ thì mình đi với em gái. Dạ em đi với anh chị họ của em, với bạn anh của chị em. Họ. Rồi mời đại diện nhà gái phát biểu cái này nào. Chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Chào khán giả đây luôn. Thì hôm nay theo anh nghĩ thì hai em đều có một cái gia đình, đã từng có gia đình rồi, thì đã từng quá hiểu rồi. Thì theo như anh nghĩ thì em cố gắng sắp xếp, và bạn này cũng cố gắng sắp xếp cho nhau thôi. Chứ theo anh thì còn biết nói gì hơn. Nhưng mà hai bạn đó nãy giờ nói chuyện nhau, em thấy hợp không? Thì theo em nghĩ hợp, nên cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai? Dạ, em đi với anh trai, anh em. Chào MC Nguyễn Linh và MC Ngọc Lan. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay. Là hồi xưa là anh em cũng làm chung nhau đồng nghiệp, cũng làm chung nhau nhiều năm rồi. Cho nên gọi anh em, chứ nếu gì nó gọi tôi bằng ba nữa. Hãy đi xa mấy tuổi, nó ba mấy tuổi. Thì theo nãy giờ quan điểm nhìn thì thấy em gái bên đây cũng cùng hoàn cảnh giống như em trai. Thì thấy em gái cũng xinh xắn dễ thương, mà nói chuyện thì cũng nhỏ nhẹ. Thì anh thấy là hai đứa nên cho nhau cơ hội được cái gì. Nếu mà mình chưa hiểu nhau thì mình về mình cùng nhau sửa để tiến thêm xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mở rào cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Rồi, mời chàng trai. Anh chào em. Dạ, chào anh. Hoa, tặng hoa. Trời ơi, trời quên luôn, thấy em xinh quá anh quên luôn á, anh tặng em. Rồi. Em cũng có món quà tặng cho anh. Thấy xinh quá đứng hình luôn hả? Rồi, anh cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Dạ, thấy. Mập quá không hay là? Cũng hơi mập thôi nhưng hơi mà cũng được. Mập đụng chạm nhiều người lắm á nha. Cũng hai đứa mình đều giống nhau. Đều đã một lần đổ vỡ rồi. Dạ. Thì bây giờ nói chung mình cũng không phải còn nhỏ hay là còn thanh niên để tìm hiểu nhau mà gán tròn hay này kia nữa. Anh bây giờ chỉ cần muốn có một người vợ. Không phải là tất cả phải bắt buộc họ phải biết chăm lo gia đình. Tại mình cũng có chăm lo trong đó nữa. Dạ. Mà chắc chắn phải ở chung, tại vì anh là con trai một. Sau này thì chắc chắn phải ở chung. Là phải biết thương ba mẹ chồng cũng như ba mẹ nội ngoại đó. Phải đều tròn chữ hiếu hết. Nói chung là anh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, chứ cũng không cần gì cao xa hơn hết.
Còn em cũng cần một người đàn ông thì cũng biết yêu thương gia đình, quan tâm gia đình vậy đó. Nói chung cuộc sống của em trước giờ á, nó cũng xảy ra nhiều biến cố, không có được may mắn á. Cho nên là vừa rồi em có thay đổi bản thân một chút. Cho nên là em muốn anh nhìn thấy điều đó. Đó là cách đây một thời gian em có cắt tóc á, em cạo tóc luôn. Nói chung là em cũng muốn buông bỏ một cái gì đó. Tóc em trước giờ bao nhiêu năm trời nó toàn tóc dài hết trơn á. Lâu chưa em? Dạ mới nửa tháng thôi. Mới nửa tháng đây? Dạ. Hiện tại em đang đổi tóc giả. À, anh nhìn thì anh cũng có vẻ dạ, giống như anh đoán được là nó là tóc giả đấy. Dạ, tại hiện tại của em thì em không có tóc. Trước là em cắt tóc vậy em không có đổi tóc. Hôm nay em lên chương trình em mới đổi á. Tại vì em muốn... Anh hỏi em thiệt nha. Dạ. Em đã buông bỏ được tất cả những gì thuộc về đằng sau chưa? Chưa. Chưa. Đúng không? Nói chung em khi em cắt tóc là em nguyện với bản thân là em muốn... Thì bây giờ em mới cắt đây nửa tháng em mới... Em nguyện là... xuống tóc để cho mong rằng cuộc đời em sẽ có sự thay đổi. Đúng rồi. Để bước sang một trang mới tốt hơn. Nửa tháng em mới quyết định là buông bỏ tất cả đúng không? Thật ra đó, tóc tai cũng quan trọng đôi. Với gương mặt của em ấy rất là xinh. Có tóc hay không tóc, tóc dài, tóc ngắn, mặt em vẫn xinh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Linh. Em cũng muốn anh có thể nhìn vào hết những lúc em xấu nhất. Thì anh, những lúc em đau khổ nhất thì anh vẫn chấp nhận được. Thì em mới... Em có thể cho anh ấy nhìn thấy bộ tóc thật của em không? Không, anh nói này, bây giờ nếu mà anh đã quen em thì cho dù những lúc em xấu nhất anh vẫn cứ chấp nhận. Nhưng anh không muốn để em bỏ cái tóc đó xuống ngay lúc này. Tại vì thà xíu nữa anh sẽ ra ngoài anh sẽ nhìn rồi mặt em. Thì em muốn giữ cái gì đẹp nhất đúng của cô ấy rồi, trước mắt mọi người. Anh không có muốn để mọi người có thể nhìn. Bây giờ Ngọc đứng lên nào, Nga cũng đứng lên. Hai người ta hãy đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ đây là giây phút mà chúng ta cảm nhận nhau gần nhất, nói với nhau những lời chân thành nhất. Anh thì nói thiệt là thấy khuôn mặt em buồn. Em có cười chăng nữa rồi nhìn nó cũng có trang điểm rồi, có mắt cúp này kia cũng thấy rất là buồn. Dạ. Có tâm sự, anh mong rằng kể cả là mình có tới được với nhau hay không thì những cái gì đã qua mình đã buông bỏ. Nếu kéo cũng không có được cái gì nữa hết. Cái gì qua là buông bỏ hết. Ra em cũng không muốn níu kéo gì hết. Vậy tại vì tất cả chỉ là đau khổ thôi. Anh muốn anh là cái người mà đàn ông mà về tiền bạc, tiền tài thì anh không dám nói. Nhưng mà về những cái mà cho em vui vẻ, cho em cuộc sống gọi như là không phải suy nghĩ về áp lực về cái chuyện đàn ông này kia này nọ thì anh sẽ là cái người anh làm được điều đó. Dạ, em cũng hy vọng. Thôi bây giờ bỏ hết chuyện đó, mình hát cho nhau nghe nào. Em gái hát trước đi. Dạ. Em có sở trường là hay thích hát nhạc tiếng Anh đó. Hát cho bạn trai nghe đi. Em sẽ hát một bài tiếng Anh. Bài Over and Over. I never dare to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hold to say how I feel. The truth in my heart, no word can reveal. Now just the memory, the tears that I dry. Now tell the memory, the sighs that I sigh. The dream that I dreamt of ever come true. All my tomorrow, I give it to you. Over and over, I whisper your name. Over and over, I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Học hát đi. Anh cũng có bài hát nhưng mà anh hát thì quá dở luôn, nhưng mà em chấp nhận nghe nha. Nghe. Nếu mà anh hát hay thì anh làm ca sĩ rồi. Dạ, đúng không? Em cũng vậy mà. Anh hát cái bài Mỗi Người Một Quá Khứ. Em đã từng nghe bài đó chưa? Chưa. Quá khứ của tôi với bao ngày tâm tối, tương lai lạc lối bên rượu nồng đắng môi. Quá khứ của em là những nỗi ê chề, yêu trong đam mê nên nửa đời hoang phế. Nay ta gặp nhau trong tình yêu không hẹn đến, đôi mi rưng rưng khi đời ta tìm được bên. Thì thôi xin quên đi dĩ vãng đau buồn. Mỗi người đều có một quá khứ, có một dĩ vãng, thì đừng than trách chi cho con tim này hoang mang. Nửa cuộc đời ta đi hoang, nửa cuộc đời em lỡ làng. Nay ta gặp nhau xin tình không dối gian. Giọt lệ người xin lau khô để nụ cười kia trên môi.
không còn bối rối mỗi khi em gần bên tôi. Rồi, hai bạn về ghế ngồi đi nào. Bây giờ thì chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim một lần nữa. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ sức để đưa ra quyết định chính xác bằng cả trái tim của mình. Nếu cảm giác đây là một nửa mảnh ghép mà chúng ta sẽ cùng ghép với nhau sau bao nhiêu bôn ba, bao nhiêu những cái tổn thương trong cuộc sống này, thì bây giờ nếu cần có nhau, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như đây không phải, không cần có nhau, đừng bấm nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, hai mảnh ghép đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ xua đi tất cả những tổn thương mà chúng ta đã từng có. Hy vọng rằng Ngọc sẽ là bờ vai vững chãi để Nga có thể dựa vào. Hy vọng rằng Ngọc sẽ làm cho nụ cười của Nga tươi hơn nữa. Hả Ngọc ha? Để đánh dấu cái hẹn hò này. Em hôn hôn tay được. Trời ơi trời. Mạnh dạn lên nào. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, à, mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An và việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Em đang làm, em là quê ở đâu? Dạ, quê Long An chị. Quê Long An, mình lên đây làm việc bao lâu rồi? Dạ, em mới vừa ra trường. Mới vừa ra trường? Dạ. Nhưng mà mình học ở dưới Long An hay là học? Dạ không, em học ở thành phố quận 5. À, là em ở thành phố bao lâu rồi? Chắc cũng hơn 4 năm rồi. Rồi, ok. Ủa Phượng, quyện nào Phượng? Dạ, huyện Cần Đức anh. Cần Đức hả? Dạ. À, Cần Đức là sao? Tới Cần Giuộc là tới đúng không? Dạ. Rồi, cũng gần, không xa gì mấy. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia. Và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ. Làm quê gì em Dự? Người miền Trung. Trung dạ, là đâu? Quảng Ngãi, thành phố. Quảng Ngãi, dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Nhưng mà Dự làm cái gì á? Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. À, lái dạ, xe ha? Dạ, dạ. Nghề nghiệp của em á là cũng làm thuộc về ban ngày, thì sáng đi chiều về, nhiều lúc có hàng đêm á thì cũng hay chạy ban đêm. Em lái xe cho dạ, cho sếp hay lái xe dạ, chở gì? Lái xe chở bê tông tươi. À, xe dạ, xe chở bê tông dạ, đó hả? Dạ, dạ. Rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt và nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay quên. Hay suy nghĩ và về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng thì rất là nản lòng. Dạ. Anh thấy mấy tài xế lái xe container hay là lái bê tông mà ngầu lắm mà. Dạ. Hoặc là sương gió dạng dày lắm, em hình như là cũng mới dạ, lái hả? Dạ, em mới hoạt động vào nghề tài xế này một năm. Mới dạ, năm thôi Dự dạ, hả? Dạ. Rồi. Thì hôm nay em đến với đây thì mong ông mai và mối gắn ghép cho em một người thích hợp, và em cũng có ý định và tiến tới hôn nhân. Nên rồi. Xin chương trình gắn ghép tốt cho em. Rồi. Mời bạn gái. Điểm mạnh, ưu điểm của điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động, thì em thường xem những cái clip hoặc video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước như thầy. À, mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Hai bạn có một cái điểm chung là ai cũng hay quên. Bên đó cũng hay quên, bên đây cũng hay quên. À, rồi ngoài ra mình còn cái điểm nào đặc biệt nữa không? Sở thích của mình lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Sở thích thì em thích
nghe nhạc. Em thì em rất thích đi du lịch và nấu ăn. Rồi, về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Hoặc đi làm thêm thì cũng có nhiều người, nhưng mà nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm với một bạn làm nhân viên của công ty điện tử. Tại sao chia tay vậy? Dạ, thì cũng trong quá trình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Và ra đường, trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Và lúc đó thì em còn suy nghĩ chưa chín chắn lắm, thì cả hai chưa có suy nghĩ nào mà cho hướng tới. Trước khi mà làm tài xế thì Dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Dạ, trước đây thì mới đầu bước ra đường thì em làm nhân viên trong một công ty ghế nệm sofa. Dạ, xin nhập xuất khẩu qua Mỹ. Rồi làm gì mưu sinh hàng ngày sau những cái công việc đó gian dở? Thì cố gắng làm ăn. Thì em trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo hả? Dạ, cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Tối về đi hát kèo kéo một mình bạn hay có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một micro, một cái giỏ kẹo. Nên cuộc sống đến bây giờ, thời điểm hay bây giờ thì nó cũng tạm thời là ổn định. Nên cũng nghĩ cho mình một chút và tìm một nửa cho mình. Còn sống Bình Dương với ai? Dạ, em sống cùng mẹ và em gái. Rồi mỗi đêm đi bán kèo kéo như thế tới mấy giờ mới tan hả? Tới tầm 10 giờ, 10 rưỡi là em về. Những cái đêm mưa gió thế mình bán sao? Dạ, những đêm mưa gió thì phải chấp nhận ở nhà. Còn nếu mà lỡ đi rồi thì trú mưa ở những chỗ mà bán nhà người ta. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ, cho cuộc đời nó vui thì không em gửi không? Bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em cũng không được nói hay lắm, thì em thay vào đó là một lời hát. Em có đem kèo kéo đây không? Nên đi bán cho. Dạ không. Em hát đi, em bán. Anh bán chắc cũng được. Dạ, em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi, mời em. Cho em gửi lời chân tình của em đến bạn gái và mong bạn gái cũng suy nghĩ và cho em cơ hội. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xứ mãi tranh nghèo về quê, người dân chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Rồi, giọng hát giống giọng con gái quá vậy. Nói chung là một chàng trai cũng bôn ba, cũng sương gió dạy dầu ha, cũng mưu sinh tất bật. Và ngày hôm nay thì cũng có một công việc ổn định. Chúc mừng bạn nha. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta tìm được cái một nửa yêu thương của mình, như thế là chúng ta hoàn thiện được rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Có những tiêu chí gì không? Em nói hết ra luôn đi. Cao hơn cái đầu về cả nghe bóng và nghe đen nha. Bạn đó phải tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì cũng được chị. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc chị. Rồi, tốt quá. Dạ. Còn nhìn nữa em gái. Dạ. Có chí cầu tiến. Dạ. Và chân thành. Cái đó thì chắc bạn trai này có rồi. Có điều gì em không thích ở một người bạn trai? Người đó gia trưởng, lăng nhăng.
Có gia trưởng không Dự? Dạ không, em không sống... có. Dạ. Dự hiền lắm á. Rồi còn gì nữa không em gái? Dạ chắc hết rồi. Rồi hết rồi. Còn Dự, mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, đối xử với quan hệ, quan điểm và đối xử với mọi người là biết lớn biết nhỏ, biết tôn trọng mọi người, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú không mong gì hơn. Dạ. Em không thích người phụ nữ điều gì? Dạ, người phụ nữ thì ăn chơi rồi xăm mình rồi. Ăn chơi xăm mình á, cái này nó cá biệt rồi, ít lắm không có đâu. Dạ. Trong chương trình thì không có ăn chơi xăm mình dữ lắm đâu, có thể xăm tí cho nó vui thôi. Dạ, thôi được rồi, để anh qua anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. À. Cái câu chuyện của chàng trai bên đây cũng đầy cảm xúc đấy. Dạ. Nếu như một cái người yêu của mình, hai người yêu nhau nhiều lắm, rồi sau đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy hợp với nhau, nhưng về đến nơi, nếu chàng trai đi bán kẹo ké ban đêm, nói em có đồng ý đi với chàng ấy không? Nhưng mà nếu mà trong thời gian mình quen nhau, mình yêu nhau thật lòng thì cái gì mình cũng làm được hết. Ừ, tốt, như vậy tốt rồi. Vấn đề cái đó mình nhắc là quá khứ thôi. Dạ. Bây giờ thì hết rồi, biết đâu hai người sẽ về nghĩ trong cách nào đó để mình có thể phát triển kinh tế thì sao. Dạ. Ha. Anh thấy em cũng hiền đó. Chưa mối tình nào, chưa gì hết. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Ổn định tài chính? Dạ. Khoảng 3-4 năm nữa ổn định tài chính hả? Dạ. Chờ nổi không Dự? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm 3-4 hơn năm thì em cố gắng 2 chờ năm đợi được không? Mà. Nhưng mà nó đến tới đó mà hai người về với nhau không thì chắc được. Ừ. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Thấy chưa, sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Giờ em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Dạ. À, em đang sống với ai? Dạ em sống với mẹ và em gái. Mẹ, gia đình em chỉ có nhiều thành viên thôi. Ừ. Dạ. Rồi. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng, nên có thể làm dâu cũng được. Và nếu mà em thương người đó đến mức mà em không thể người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi, dạ. Dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Chỉ là công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em, trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em là dạ. Lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng mà chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ha. Rồi. Ăn thua hôm nay bạn, mình ha. Sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Đây là để con nó cũng đã đến tuổi cái hôn rồi, cho nên là cũng mong muốn là đến đây để tìm cho nó một bạn đời. Thành ra là đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chứ cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa Dự thì hai đứa cũng rất là hiền. Dự hiền lắm, mà Dự rất là thật thà. Mà nói chung là nói về con ngoan thì Dự cũng là điểm 10 đó. Dự rất là ngoan, chăm chỉ lo làm ăn lắm, chứ nó không có chơi bời, không ăn chơi đâu. Mà không hút thuốc, rượu chè thì nói chung là không có nhậu nhẹt mà như người ta đâu. Lâu lâu á hả, bạn bè rủ thì cũng làm một hai lon cho vui vậy thôi, chứ còn uống mà mình cho nhiều thì không có. Dạ. Em gái đang làm gì? Em gái thì nói chung là còn nhỏ, mới có 15 tuổi à, mới nghỉ học. Học gì con? Đưa cho con nói đi, em gái nói cho con. Dạ con đang vừa nghỉ học xong. Con đang đi làm. Con đi làm rồi hả? Dạ. Nghỉ sớm có đi làm con hả? Dạ. Để phụ mẹ hả?
Đang làm gì con? Dạ con làm bên công ty làm những đồ gia dụng. Là con học hết lớp hết cấp 2 đúng không? Dạ. Rồi. Nghỉ sớm phụ mẹ phụ anh ha. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và hai chị họ. Rồi, cho chị gặp ba mẹ em. À xin chào gia đình đàn gái. Chờ một phút. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Là cha của bạn gái nữ Thanh Phượng. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo. Gương mặt thì cũng có hậu. Hiền thì nói chung thì cũng được. Còn nhận xét về nói về bản thân của bạn gái Thanh Phượng thì bạn Phượng lúc nhỏ lên đến lớn thì chỉ đi học thôi, còn nhút nhát lắm, ít có tiếp xúc bên ngoài nhiều. Sau khi ra trường thì vào công ty làm được mấy tháng là thôi. Rồi sau này mình thêm một câu nữa là bây giờ quyền quyết định của bạn gái thì để cho bạn gái tự chọn đi. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ thì... Dạ, chị em muốn nghe nhận xét của chị họ em. À, thế rồi, cho chị em. À. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Ngô Thị Mai Thu và em là chị họ của bé Phượng. Theo chị nhận xét thì bạn nam bên đây thì cũng được theo đúng tiêu chí của em là cao ráo. Là còn bé Phượng thì cũng rất là hiền mà ít nói. Thì không biết là sau này nhiều khi có những cái chuyện Phượng nó cũng khó. Nói chung là nó sống vào nội tâm thì hơi bị nhiều. Cho nên thành ra là phải cố gắng, phải hiểu được cái bé Phượng. Còn cái quyền quyết định thì tùy vào Phượng. Này, xin hết. Thôi, nói ly với gia đình ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em, và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Mong em nhận cho. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cảm ơn. Rồi, hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi hai bạn. Trò chuyện đi ạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân, khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc hả? Vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi. Nana Chủ Nhật em được nghỉ không? Dạ. Yeah. Chủ Nhật thì em được nghỉ làm không? Dạ được. Nhưng mà anh thì không có được làm, nhưng mà anh sẽ sắp xếp công việc. Tại vì ngành bên anh là ngành vận tải, chở bê tông cho đổ cho mấy công ty xí nghiệp và mấy cao ốc đó. Nên ngày nào cũng phải làm. Nhưng mà ngày khi mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ sắp xếp thời gian hết mức có thể để mà hai đứa mình có những ngày tháng mà cảm nhận của tình yêu. Dạ. Nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ, rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào.
Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi, thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi như bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Mỗi khi nào có khó khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Rồi, chúng ta nói về quan điểm hôn nhân gia đình giữa hai bạn đi. Thì sau này có cơ hội thì em mong muốn sẽ đồng hành với anh chứ. Dạ, nếu chúng ta có cơ hội ở nhà để xin ạ. Thì anh cũng không có gì hơn, anh cũng ăn nói tệ lắm. Nhưng mà thay vào đó thì anh chỉ có những lời ca tiếng hát thôi. Thì mong em cho anh một cơ hội để mà được đồng hành với em đi để tiếp quãng đường còn lại nhé. Dạ. Con cái thế nào, con trai con gái hỏi luôn đi. Dạ, nếu sau này có cơ hội thì hai đứa mình ở với nhau thì em mong muốn anh điều gì, và mình sẽ mong muốn sẽ là con trai hay là con gái? Em thích cả hai. Thích cả hai. Với quan điểm của anh thì trai gái không quan trọng, miễn sao là có là mình vui, mình hạnh phúc rồi. Dạ. Dự ơi, nếu như hai người bước tới hôn nhân á, thì chúng ta sẽ hướng tới tương lai bằng cách phát triển kinh tế như thế nào? Em có thể vạch trong con đường mà Phượng có thể hỗ trợ được hay không, hay là Phượng đưa ra con đường nào đó? Tại vì một người đàn ông là phải nắm chủ lực trong kinh tế gia đình, thì em có thể là em đảm bảo được là em sẽ lo kinh tế gia đình ổn định, và cho dù người vợ mình có công việc làm ổn định hay không hay là gì đó, thì mình thương, mình che chở là tất cả, là mọi thứ để em đều lo hết được. Phượng có biết Phượng có thích làm cái gì không, buôn bán hay phát triển kinh tế bằng cái ngành nghề gì không? Không lẽ giờ mình đi làm may cái khu công nghiệp hoài, nữa có con đâu có làm được, đúng không? Dạ. Em có nghĩ đến em sẽ làm gì để phát triển kinh tế không? Dạ không, hiện tại là em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm anh. Dạ. Có nghĩ gì làm dạ, làm thêm không? Chắc là sau đó mình sẽ kinh doanh một cái gì đó. Cũng không cần lắm đâu, tại vì là người phụ nữ mà lo cho gia đình tốt là ok rồi, chứ dạ, không cần thiết là phải là bản lĩnh lắm đâu. Khi mà người bản lĩnh quá thì em cũng sợ, tại vì là em mà theo đuổi không được thì em cũng không được đền đáp được cái gì hết, nên nếu mà bình thường là được rồi. Nhưng mà bây giờ nè, dạ, anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con ha, dạ, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, tiền cho mẹ, cho em nữa nè, dạ, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đầy đủ hết, mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết, nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, thí dụ như thế. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ mỗi đứa nói một câu nào đó về những cái cảm xúc trước đối phương của mình. Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có bao giờ, chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình mỗi đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh một cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Một chàng trai rất là chân thành, có vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Cái cơ hội là của hai bạn, có nắm bắt hay không là quyền của hai bạn. Bởi vì khi bấm nút là trao duyên cho nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Rất nhiều người thân, bạn bè, gia đình đang theo dõi cái giây phút này của hai bạn nhé. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. Một,
2 3 hết thời gian. Chúc mừng, nắm tay đi, dự đẹp lắm đó hả. Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Cho hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Anh nụ ấy không? Được. Thôi thôi, kêu lớn quá. Nhưng mà không, cái nụ hôn đầu tiên hôn trên trán nó không có ý nghĩa, phải trên má nó mới ý nghĩa. Từ từ anh. Làm lại nó kêu lớn hơn nãy luôn nha. Dạ. Thế sao Phượng? Em không biết nữa. À, dễ thương lắm. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hai đứa nắm tay chặt nhau nào. Ha. Những cái giờ phút này các bạn nhớ mãi các bạn nói gì nha. Phải làm đúng những lời mình nói. Bao nhiêu người chứng kiến chứ không phải là nói một mình đâu nha. Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến các bạn. Các bạn sẽ tìm ra được một người yêu thương của mình sớm nhất và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ.